Vitamin A có trong quả táo tây tốt cho sức khỏe của con người. Cà chua chín đỏ là một loại quả chứa nhiều vitamin A. Củ cà rốt chứa nhiều tiền tố của vitamin A tốt cho mắt. Ớt chuông chín đỏ là một loại quả chứa nhiều vitamin A và dưỡng chất. Quả dâu tây chín chứa nhiều vitamin A, là nguyên liệu làm đẹp của rất nhiều người. Vitamin A chủ yếu có trong những loại củ, quả màu đỏ. Vitamin A rất tốt cho mắt của bé. Bé hãy bổ sung đầy đủ vitamin A để bảo vệ thị lực và phát triển xương nhé.